xôi chiên thịt chà bông 6.000 một cái. Chào, là bạn gì á? Bạn gan hả? Ăn với gì? Cái này ăn với cái gì? Là ý nó sao anh? Tức là mình ăn với cái gì? Ăn kèm hả? À, tức là cái này là em chiên vàng lên thì xong em sẽ cho nước sốt với lại nhân với chà bông vào bên trong. À, bỏ vô trong hả? Dạ. Tức là em chiên xong là em sẽ cắt nó ra. Cắt nó ra rồi em cho vào bên trong. Mấy cái chỗ khác xôi chiên làm cũng vậy hay sao khác ra? Em cũng không biết, là tại vì tùy chỗ, mỗi một chỗ nó làm một khác chứ không phải là xôi chiên nào cũng giống xôi chiên nào. Đang đến đi coi mua lăng mà mua lăng trung thu rồi thấy hơi lạ thì dừng lại luôn nè. Chiên ra giống vậy hả? Dạ không ạ, cái đó là vừa nãy có một bạn đang học việc mà em chỉ cho bạn ấy chiên hơi quá lửa bị cháy. Cháy hả? Dạ. Ủa, thế đâu cháy được ta? Phía này bị cháy. À, phía dưới cháy. À. Cái này mình bán mấy giờ tới mấy giờ vậy? Dạ em bán từ 3 giờ đến 9 giờ tối ạ. Mới bán không? Cái này đi ngang qua đâu thấy đâu? Dạ bọn em bán lâu rồi chứ anh, bọn em bán được gần 1 năm rồi. Tức là chỗ này bọn em có điểm bán ở chỗ này gần 1 năm rồi. Nhưng mà em bán ở đây thì mới. Bên kia có bọn ốc này. Chả này gan chứ nóng lắm ha. Đó. Giữ nhiệt tốt nhưng mà đợi nó nóng thì cũng lâu. Đêm bán được nhiều em? Dạ đêm em bán cũng bình thường được 60 cái gì đấy. 60 cái hả? Cũng sống được đấy. Nói chung là chủ thì cái này em đi làm thuê cho người ta thì lời thì chủ được chứ em cũng chỉ là người làm. Ủa cái này làm thuê hả, chứ không phải của em hả? Dạ không phải của em ạ, tại cái này là người ta có cả một chuỗi mà. À chuỗi hả, cái này là chuỗi. Dạ, rồi Bình Dương này bọn em có một chuỗi gần 20 chiếc ạ. 20 chiếc xe này hả? Dạ, thương hiệu này của bọn em có ngày mai nữa là tròn 20 chiếc. Ngày mai nữa là có bọn em có mở thêm 2 chiếc nữa. Là tròn 20 chiếc. Và cái thương hiệu này bọn em có ở dưới này lâu lắm rồi. Đúng hả? Có ở dưới Sài Gòn là... Ở Sài Gòn có luôn rồi hả? Dạ, cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Dạ, cái này là nước sốt anh ạ. Nước sốt hả? Này là gì? Đây là nhân, nhưng mà nói chung là họ nấu nhân như thế nào không ai biết cả. Chỉ có một người ở trong đấy nấu thôi. Xong rồi nó nấu, xong rồi nó chuyển đi đến tới các cái xe như thế này. Trong dạ, nấu xong là họ sẽ đóng bịch lại. Đóng bịch lại đến giờ bọn em sẽ đến nhận bánh, nhận đồ rồi em đi làm. À... hay vậy ta? Còn cái xe này ở đây luôn hay là mình phải chở tới đây luôn? Dạ xe này là bọn em như ở chỗ này là em sẽ gửi vào trong nhà. À. Thuê mặt bằng ở đây bọn em gửi trong phòng. Thuê mặt bằng luôn hả? Dạ. Dạ anh cho em gửi đấy ạ. Ok, đợi. Cảm ơn nha.